Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Chiều. Số điện thoại của cửa hàng có kết nối với Zalo là 0343 868186 hoặc là 098 618 3445. Số điện thoại thì em có để ở góc trái màn hình nha mọi người. Thì trước khi vào video cũng như thường lệ, em kính chúc mọi người có một buổi chiều tối vui vẻ nha. Ngày hôm nay em lên cho mọi người một lô máy cưa thì đủ các mục đích sử dụng hết nha mọi người, từ chuyên sử dụng gia đình, khai thác vừa và chung, khai thác lớn cũng có nha. Thì địa chỉ của cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân Cư Hê, Ca Đắk Lắk. Anh em nào ở gần có thể tới trực tiếp cửa hàng để xem máy ủng hộ dùng chúng em nha. Em cảm ơn. Cái hình thức mua bán cửa hàng thì ship COD toàn quốc á. Anh em ở đâu thì em cũng có thể ship tới nơi cho mình được hết nha mọi người. Mọi người ưng em máy nào á thì chốt cọc em 200.000. Bên cửa hàng thì buôn bán có nhận cọc nha mọi người. 200.000 thì coi như là phí vận chuyển với phí trách nhiệm anh em nhận máy thôi nha. Giá em báo ở trên video là đã bao gồm cả phí vận chuyển. Thì anh em chốt cọc thì trừ cái số tiền đó ra còn lại bao nhiêu thì lúc nhận máy thanh toán số tiền còn lại nha mọi người. Thì trước khi gửi máy đi thì em cũng có làm video test nổ lại garanti rồi nhớt nhau rồi ok hết rồi gửi qua cho mọi người rồi. Mọi người yên tâm vấn đề đó nha. Còn phụ tùng thì anh em mua máy tại cửa hàng thì gặp bất cứ trục trặc gì á thì anh em cứ gọi điện bên cửa hàng để tư vấn hoặc là cái gì đó nha mọi người. Rồi thì đầu video cũng như thường lệ em giới thiệu mấy cái dòng nhớt bên em nè mọi người. Mấy dòng nhớt bên em nha. Thì nhớt xanh Havelin và nhớt đỏ Natowa nè. Mấy cái dòng nhớt này thì giá nó hợp lý, giá bình dân cho mọi người nha mọi người. Thì nhớt đỏ Natowa 80.000 nè, còn nhớt xanh Havelin thì 90.000. Anh em nào mua số lượng thì cái inbox cửa hàng nha, sẽ có giá hợp lý để mọi người về phong phú nha mọi người. Em cũng có phân phối dòng nhớt này. Thì anh em muốn mua số lượng thì cứ liên hệ trực tiếp cửa hàng giùm em. Còn anh em muốn sử dụng cái dòng nhớt nó tốt hơn á, mình bỏ tiền ra mua mấy cái con máy giá tiền nó giá trị cái con máy cũng cao á mọi người. Thì anh em sử dụng mấy cái dòng nhớt nó tốt. Như bên em thì phân phối cái dòng Havelin chuyên sử dụng cho động cơ 2 thi nè mọi người. Cái dòng nhớt này sử dụng máy đâu bít tông nồng bạc sáng trưng nha mọi người. Bên em cũng test đồ ok hết mấy cái dòng nhớt này rồi. Thì bây giờ em bán cho mọi người nha, chứ không phải mấy cái dòng nhớt trôi nổi thị trường nha mọi người. Rồi thì anh em ưng lấy số lượng thì cứ liên hệ, em sẽ có giá hợp lý và giá tốt hơn cho mình nha. Vào chủ đề chính nha mọi người. Hôm nay em lên cho mọi người một lô máy cưa sitting hết nha. Đồ sitting thì nó cũng quá quen thuộc với mọi người rồi. Phụ tùng thì mấy cái con này bên em bao la nha mọi người. Bên em bao la đồ phụ tùng. Mọi người yên tâm cái vấn đề mọi người mua hàng bãi không có đồ phụ tùng thay thế nha. Mấy cái hàng này thì bên em nhiều lắm. Đồ phụ tùng có đầy đủ. Anh em mua máy ở cửa hàng em thì em sẽ ưu tiên đồ phụ tùng nha. Anh em lỡ có gì đó thì bên em sẽ hỗ trợ hết mình nha mọi người. Rồi, em cảm ơn anh em. Con số 1 nha. Con số 1 này mọi người. Con số 1 thì là con Sitin MS170C nha. Con này 170C. Mấy cái dòng 170C này thì chuyên cho anh em sử dụng gia đình nha. Mấy cái dòng này là chuyên sử dụng gia đình cho mình. Có tích hợp cho mình có mặt trực trợ lực lớn, giúp mà quá trình anh mọi người khởi động máy á, mấy chị em hoặc là mấy bác lớn tuổi á thì sử dụng mấy cái dòng này, cái quá trình khởi động máy nó dễ dàng hơn nha. Giật nó đỡ dùng lực hơn. Nó trợ lực lớn á mọi người. 170C, nòng nó 37 ly, công suất hơn 30cc, phù hợp cho anh em sử dụng gia đình. Con này khóa sên hoạt động bình thường nè. Đó, khóa sên hoạt động bình thường. Con này đang chạy chân sên 91 nha, mặt tiền nè, tiền rất là đẹp nha. Đó. Sử dụng hai ốc xiết lam nha mọi người. Đây nè, đó, ngoại hình. Vẫn sử dụng công tắc kép của thằng Sitin bình thường nha mọi người, vẫn sử dụng công tắc kép nè. 37 ly, công suất hơn 30cc. Anh em sử dụng gia đình nha. Em đo cái chiều dài cây lam luôn mọi người. Mặt cắt dưới 30 nha mọi người. Mặt cắt dưới 30. Con này mặt cắt dưới 30 nè. Đang chạy trên sên 91 riêng nguyên bản theo máy nha. À, MS170C. Em qua phần tiếng nổ con máy luôn. Oh,
con số 1 nha mọi người, MS170C con số 1. Con này cửa hàng để cho mọi người mức giá là 3.400.000 nha. 3.400.000 là đã bao gồm cả phí vận chuyển cho mình, cộng thêm 3 món phụ kiện đi kèm là tiếp dụ chỉnh cho mình nha mọi người. MS170C con số 1 3.400.000 nha mọi người. Rồi, em xin phép qua con số 2. Con số 2 đây mọi người. Con số 2 là con Sitin 020 nha. Con này là 020. Mặt tiền nè. À, mấy cái con này là lốc nhôm nha mọi người. Con này lốc nhôm nè, mặt tiền chưa rớt còn đẹp nè. Nòng nó 40 ly nha, công suất nó trên dưới 40cc, phù hợp cho anh em về cắt củi keo tràm. Mấy con này thì một ốc xiết lam nha mọi người, một ốc xiết lam. Đi với nó cây lam còn cực kỳ đẹp luôn mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Đang chạy chân sen 91 nha, mặt cắt còn dưới 40 mọi người, mặt cắt còn dưới 40. Đang chạy chân sen 91 riêng nguyên bản theo máy, vẫn sử dụng công tắc kép của thằng Sitin bình thường. Khóa sen thì hoạt động ok hết cho mình nha. Con này được cây lam cực kỳ đẹp nè mọi người. Sitin 020 nha, đồng 40 ly, phù hợp cho anh em về đi khai thác vừa và chung được rồi nè. Mấy con này chạy cực kỳ tiết kiệm xăng, tua chạy rất là nhanh nha mọi người. Mấy con này tua chạy rất là nhanh nè. Anh em vẫn chủ mấy cái dòng 020 đồ, MS200 đồ là do nó như vậy nha mọi người. Rồi, em qua phần tiếng nổ của máy luôn. Con số 2 Sitin 020 hàng bãi riêng nguyên bản cho mình hết nha. Con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 3.400.000 nha mọi người, cũng 3.400.000 luôn, bao gồm cả phí vận chuyển và kèm theo 3 món phụ kiện đi kèm cho mình. 3.400.000 con số 2 Sitin 020 nha. Rồi, em xin phép qua con số 3 mọi người. Con số 3 là con Sitin 021C mọi người, 021C nha. Con này có tay nắm giật lớn nè, tay nắm giật lớn giảm chấn cho mình nha. Mấy tay nắm giật lớn này thì nó sẽ có lò xo trong cái nắm giật này nha mọi người, nó sẽ giảm chấn cho mình nha. Rồi, khóa sên hoạt động ok. Con này ngoại hình còn cực kỳ đẹp nha mọi người, ngoại hình con này màu sắc còn tươi lắm, còn cực kỳ đẹp nha. Mặt cắt 30 đổ lại nha mọi người, mặt cắt 30 đổ lại. Con này đặc biệt, con này chạy xích đôi nè mọi người, chạy xích đôi nè, nó không có rời nha. Mắt này nó tiếp mắt kia, chạy xích đôi. Mấy bác mà dùng để cắt tre đồ á là rất thích mấy cái xích đôi này nha. Nó cắt tre nó đỡ cùng sên nha mọi người, đỡ ấy sên, ăn nó nhanh nữa. Đó, mặt tiền nè. Con này thì có xả áp cho mình nha. Con này có xả áp giúp giật nó nhẹ nhàng hơn nha mọi người. Có tích hợp núm vú bơm xăng này, giúp chở xăng lên nhanh hơn. Con này thì ốp lam cải tiến nha, ốp lam đời mới, ốp lam xoay nè mọi người. Ốp lam siết tăng sên trên ốp lam nha. Con này thì công suất nó cỡ 40.2cc. Con này công suất nó cỡ 40cc nha mọi người. Thì anh em lấy về để đi khai thác, cắt keo tràm củi đó. Đặc biệt mấy cái được con này được sợi xích đôi nữa thì cắt tre là đúng bài luôn nha. Mấy con này cắt tre đúng bài luôn. Rồi em qua phần tiếng nổ của máy. Con Sitin 021C cho mọi người, con số 3. Con này cửa hàng để cho mọi người mức giá là 3.900.000 nha. Một con máy còn đẹp lắm mọi người, còn đẹp nha. 3.900.000 bao gồm cả phí vận chuyển và gồm 3 món phụ kiện đi kèm cho mình. 3.900.000, con máy rất là đẹp nha mọi người. Rồi, qua con số 4. Con số 4 này mọi người, con số 4 là con Sitin 023 nha. Con này ngoại hình cũng
cực kỳ đẹp này mọi người, ngoại hình cũng rất là đẹp này. 023 công suất 40,2cc thì phù hợp cho anh em đi khai thác vừa và chung nha, cắt keo chàm củi đâu. Còn mấy cái con này mà mọi người sử dụng gia đình á thì mấy cái con này cực kỳ bền nha, rất là bền luôn. Mặt cắt dưới 40 nha mọi người, mặt cắt dưới 40. Cây lam thì cực kỳ đẹp nè, cây lam cũng đẹp lắm nè, made in Germany nè, làm riêng theo máy nha. Còn sợi sên thì em để cho mọi người sợi sên mới thôi, người về chỉ việc sử dụng thôi, sợi sên mới về cắt cho nó sướng. Khóa sên hoạt động ok hết cho mình nha. Ngoại hình của nó nè, đẹp nha mọi người. Đồ thì nguyên riêng nguyên bản rồi. Con này thì sử dụng hai ốc xích lam nè, cây lam đẹp hai mặt luôn nè. Sitting 023. Rồi, em qua phần tiếng nổ của máy. Con số 4 nha mọi người, con số 4 Sitting 023. Con máy ngoại hình cũng rất là đẹp nha, ngoại hình còn đẹp lắm nè. Con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 4,2 triệu nha, 4,2 triệu, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm. Làm đẹp sên em để cho mọi người sợi sên mới rồi nha. Con số 4 Sitting 023, 4,2 triệu, bao phí vận chuyển cho mình. Rồi con số 5 mọi người. Con số 5 đây nha, con số 5 là con Sitting 024. 024 thì công suất nó 42cc rồi. 42cc, lọc nhôm nha, lọc nhôm, anh em về đi khai thác. Cái dòng 024 này đi khai thác ok nha mọi người, ok lắm nè, anh em thích cái dòng 024 lắm. Nó được cái lọc nhôm á mọi người, chạy nó lì máy nha. Đây, mặt cắt còn dưới 40 nha mọi người, mặt cắt dưới 40. Chân sên thì đang chạy chân sên 325, riêng nguyên bản theo máy nha. Khóa sên hoạt động ok cho mình nè. Đó. Con này thì ốp lam nó bằng nhôm nha mọi người, ốp lam nó bằng nhôm nè, nên có một vài vết chóc sơn nha. Cái này là chóc sơn thôi mọi người. Lúc em rửa thì có một vài chỗ xịt mạnh quá nó bị chóc sơn ra nha. Hai ốc xiết lam cực kỳ chắc chắn cho mình luôn. Ốp lam nó chóc thôi chứ không bể vỡ đâu nha mọi người. Trên lam thì lam bạn lớn nha, lam bạn lớn, nó chiều dài cái lam thì em cũng đã đo rồi, 42cc về anh em đi khai thác. Rồi. Em qua phần tiếng nổ của máy luôn. Con số 5 nha mọi người, con số 5 Sitting 024 nha, 024 42cc. Con này thì cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 5,3 triệu nha, 5,3 triệu, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm, 5,3 triệu. Con cuối cùng mọi người, con cuối cùng nha, con số 6, con này là Sitting 034 nha mọi người, 034. Công suất của nó là 56,4cc, 56, hơn 56cc nha. Đồ thì nguyên riêng nguyên bản rồi. Mặt trước nè, cái này là cũng là do em xịt nha mọi người. Cái này do xịt mạnh quá nè, cái này là vết mới nè, do xịt mạnh quá nè mọi người. Mặt tiền nó về cũng khá là đẹp á. Nè mọi người dòm cái ốp lam nữa nè, đó. Ốp lam nè, ốp lam mới gì là mọi người biết cái con máy nó mới cỡ nào rồi, nồng bọng nè, rất là đẹp nha. Mặt tiền là lỗi bên em vệ sinh thôi mọi người. Đồ thì nguyên riêng nguyên bản hết cho mình nha, đồ nguyên riêng nguyên bản hết, ok hết cho mình. Vỏ viết đồ màu sắc vẫn khá là sáng nha mọi người.
khóa sên hoạt động ok nè. Hơn 56cc anh em lấy về đi khai thác. Đi khai thác lớn được nha mọi người. Đi khai thác lớn ok nè. Sên lam thì lam bảng lớn Sittin nha. Lam Sittin, lam bảng lớn. Lam này đặc biệt lam Latin cho mình luôn nha. Lam Latin luôn. Đang chạy chân sên 72 nha mọi người. Đang chạy chân sên 72. Sẽ sên nè. Như chưa xài luôn nha. Mặt cắt mọi người, mặt cắt 50 đổ lại nha, mặt cắt 50 đổ lại. Mặt cắt 50 đổ lại thì cái lam này có 56 nha mọi người. Lam còn 6 tóc, mặt cắt 50 đổ lại. Ngoại hình của máy, tổng quan nè. Đó, cũng khá là đẹp nha, 56cc, không Sittin 034 AV mọi người. Rồi em qua phần tiếng nổ của máy luôn. Con số 6 nha, Sittin 034 AV. Tiếng nổ thì mọi người cũng nghe rồi, cực kỳ chất nha, cực kỳ chất lượng. Làm Latin cho mình luôn. Con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 6,5 triệu nha mọi người. 6,5 triệu, bao phí vận chuyển. Công suất hơn 56cc, 034, 6,5 triệu, bao phí vận chuyển, kèm 3 món phụ kiện đi kèm cho mình. Rồi thì ngày hôm nay em lên cho mọi người một lô máy cưa thì có đủ dòng, đủ mục đích sử dụng hết nha. Anh em nào hợp nhãn em máy nào á thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của cửa hàng hoặc nhắn tin qua bên Zalo giùm em. Cảm ơn anh em trong thời gian qua là luôn tin tưởng ủng hộ cửa hàng em ạ. Anh em thấy hay thì cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nha, để kênh em càng ngày càng phát triển lên máy phục vụ anh em nha. Rồi em cảm ơn ạ, hẹn anh em video tiếp theo. Chào mọi người ạ.